Thôi thôi thôi. Ba cô rồi. Đi con này, đi đây. Đây thôi. Thôi. Này. Này. Này đi nào. Tin ơi, Tin. Chẳng em như thế nhỉ. Đi đi thôi. Đi cho nó mát, ngồi trên này cho nóng. Thôi đi thôi này. Để chúng nó xếp được hàng mà chụp thì khó lắm. Để chúng nó chụp hàng đứng xếp hàng thì chụp thì khó lắm. Con đi xe đi chị. Cho bé xoay xe không ạ? Cho đi xe không anh ơi? Cho hai đồng xe. Để đi vào trong này đi còn. Đây em cho thuê vào trong đấy mà. Không không em cà phê. Bên này chị bỏ đi trong kia. Đây đây đây. Thảo ơi đi ra đây đi con. Tin ơi Tin. Cái này bao thuê bao tiền đấy? 70.000 một lượt 20 phút anh ơi. 70.000 20 phút. Đúng rồi, đúng chưa? Không tự lái cả. Có, cái lái xe đó. Em ơi, đi vào đây chị thấy không? Thôi. Chết rồi rồi. Bắt bỏ vào nhà mình, nhà mình. Con này, con này. Con đi ăn ngồi với anh. Ngồi xuống, ngồi xuống. Để bố bế đi, bố ra trước kia đã. Ôi trời ơi. Chết rồi. Ôi ôi. Ôi, chưa có nhá, đây có nhiều mà. Ê, nhiều ở đây. Ở đây kia 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 trong người có. Xe đi xe hả? Ô tô. Đây là, đây là, đây là, anh Tin, anh Tin này. Anh Tin nhau ngồi với. Không ngồi được à? Mẹ, mẹ, mẹ hôi coi. Ngồi được. Nằm một tí ở xuống ngay mà. À đi đi. Đi đi, đi đi. Đi đi. Ơ đi vào bố ăn đi. Xe trắng tiền. Con bà này. Ơi. Xe này lái khó. Ờ xe tăng nó phải khó, con lái đi đi. Con định lấy cái xe tăng khác. Không có đâu, hết rồi. Đi ra đây, đi ra đây, đi ra đây, đứng nhìn xe nhà mình. Có
có đổi xe được không ạ? Để cho đấy cái con sang đổi xe được. Con đánh xe mà vào chỗ đã gì? Không sao, cứ để đấy để chị cắt cho. Ồ, hay thật nhỉ. Làm sao phải đổi nhá? À, thế con ngồi cho em ngồi với. Em ngồi bên này. Thế con ngồi bạn vào. Con ngồi với. Đây. Con ngồi bên phải. Nào, ấy ba, con ngồi đi, con ngồi đi. Không cần đâu, em đổi ngồi mà. Đi. Ngồi lên đi. Con ngồi đi. Đổi mà xe cảnh sát. Không đi à? Cảnh sát đấy. Thế tin đi con. Con tin đi, thế thỏ đi bộ. Đấy. Ngồi với anh này, ngồi anh Tin kìa. Đó, ngồi anh Tin nào, Tin ơi, cho em ngồi với. Thôi, con ngồi xe này, ngồi xe anh Tin nhá. Ôi, thật chèo xe này á. Đó, lái xe kìa. Hello, em đi xe này à? Anh Tin kìa. Con ngồi đi. À, con ngồi hả? À, đấy. Quay đấy. Ken ơi, còn cái gì? Kia. Ê, thế mẹ với cả đi cà phê hả? Ồ. Oh.
Thảo ơi con đi cà phê đi. Thảo ơi đi cà phê đi. Em đang nóng mà em thích ngồi xe này. Xe tăng tiến vào thủ đô này. IT đang tiến vào thủ đô này. Ồ. Xe tăng con gái vậy con gái gì thích cái này thôi đấy. À rồi rồi đúng không, em ngồi đây nha, anh tin rồi kìa. Nóng quá nhỉ, oi quá nhỉ. Đi vào kia đi, vào cho mẹ cà phê kia kìa, đi đi nhá. Quay giờ bố đang Hello. Gần hết rồi, em ra đây đón nó vào cho nó nóng này. Xe của chú đi ấy. Đưa cho mẹ đâu nóng đi, có thêm ốm ấy, phải ốm ấy nhá. Nào nào nào. Ông ơi cho. Ba. Thì ba đây. Ơi tin rồi. Anh tin đâu nhỉ? Anh tin xe tăng mà. Xe tăng đi từ đâu nhỉ? Em bật xe lại, bên này. Ôi ôi, nóng quá. Đâu cà phê ở đâu? Chưa biết cà phê ở đâu, Vinaphone ở đâu. À kìa. Con xuống đi bộ bộ. Đi. Đi đi, đi đây Thảo ơi, đi đây Thảo ơi. Đi tìm anh ở đâu nào. Thấy bố bé. Bố bé. Đây bà bán hàng. Nào, ông cổ. Lâm ơi, chú Bảo.
Lâm ơi, phải Lâm không nhở? Không phải Lâm à? Đi đi. Đó. Đi bộ xe nào? Không có, không có. Đi xem anh đâu rồi? Các anh đâu nhỉ? Anh tin đâu rồi? Ôi chết thật. Đi đến đâu rồi? Kia. Đi nhỉ. Đi đâu về đây? Đi hai đứa đi đâu đấy? Đi trả xe chưa? Tôi nghĩ là trả xe đi. Tin ơi Tin, bây giờ chuẩn bị còn 3 phút nữa là trả xe nhá. Trả xe đi vào thì nó nóng rồi. Tôi trả xe đi. Đi đây, đi đây, đi ra đây trả xe này. Tin ơi, Tin ơi, Tin ơi, Tin ơi. Ui, mẹ ơi, mẹ con với cô Thảo đang ở quán cà phê bên kia. Đi. Đi. Bây giờ cất xe đi thôi. Tin ơi, Tin, cất xe đi con. Đánh xe vào đây trả cô đi. Sao đấy? Người ta bấm đi à? Thắng rồi. Con bấm lại đi. Chạy nữa. Con bấm lại. Ờ, đánh xe đi. Đánh xe vào đây không? Đây trả xe vào đây cho cô này. Hết giờ rồi. Em ơi cho anh gọi cái giả cái xe. À, đây là gửi tiền. Ôi trời. Đi thế chuyện gì? Nào đây. Cái xe số 6 đây đúng không? Vâng ạ. Con này, à tức là của mình trong kia là giống nhau đúng không? Vâng ạ. Ờ, à, cái con trả xe thôi chứ. Ý, nóng lắm nhỉ. Con nghĩ đánh xe ở đây thôi. Đi vào con cà phê thôi, đi. Đi đây. Cái này trả luôn xe nhá. Đây trả xe đây luôn được đấy. À cho em, đi đây, đi 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 đi. Trời ơi, biết rồi. Thôi. Biết rồi, đây. Đây. Ai, cái đứa này nữa. Trời ơi. Con hừ lắm đấy nhá. Nhá. Con hừ nhá, cắn anh nhá. Tin ra đây bố xem nào. Tin ra đây bố xem thử lý nào. Mày tội lớn rồi, đúng không? Mày tội lớn rồi. Tí ra ra bố thử lý nhá. Nhá, con. Chị cho mày đâu. Nhá. Bố trả tiền người ta nhé. Thế anh không. Anh trả tiền rồi. Bố sẽ... trả tiền hai xe rồi. À thế à? Vâng ạ.
quá. Tao biết rồi, biết rồi. Thôi đi. Thôi đi. Hai đứa này cắn nhau này rất là buồn nhá. Ôi. Con trả xe chỗ nào được, chỗ này cũng được. À đi bố mẹ, tí nữa không bấm em nữa. Tay bấm tay em à? Hả? Đi đây.